cuộc chiến quyền lực Mỹ-Trung. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau chuyến đi báo táp của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Đài Loan, hòn đảo này đã có những phản ứng đầu tiên. Nhưng mà sự khôn ngoan và tỉnh táo đầy lý trí của các nhà lãnh đạo Đài Loan đã được các nhà phân tích trên thế giới đánh giá rất cao. Họ nói rằng Đài Loan không phải là Ukraine. Vậy thì rốt cuộc Đài Loan đã làm những gì? Mục đích nào đằng sau việc Mỹ và Trung sử dụng lá bài Đài Loan? Tất cả sẽ có trong nội dung của video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Đài Loan lần đầu lên tiếng sau chuyến thăm của bà Pelosi. Reuters vào ngày 8 tháng 9 đã trích dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan là ông Ngô Chiêu Nhiếp trong một cuộc họp giao ban ở Đài Bắc như sau. Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Bắc chỉ là cái cớ để Trung Quốc phát động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần hòn đảo này. Mục đích là thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan, đồng thời cho biết hoạt động quân sự này làm tăng thêm lo ngại về việc Bắc Kinh có thể tiến hành một cuộc xâm lược thực sự. Ông Ngô nói rằng, đường trung tuyến của eo biển Đài Loan đã giữ nguyên hiện trạng eo biển này trong nhiều thập kỷ, và nó là biểu tượng cho hiện trạng của eo biển. Thực tế này đã bị tổn hại trong vài ngày qua do các cuộc tập trận của Trung Quốc, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định của khu vực và đặc biệt là an ninh của Đài Loan. Hiện tại thì Trung Quốc đã gửi hơn 120 máy bay qua đường trung tuyến từ thứ Tư đến Chủ nhật. Đài Loan đã phản ứng bằng cách triển khai máy bay và tàu thuyền, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa để giám sát các hoạt động. Ông Ngô kêu gọi rằng, chúng tôi muốn nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ các quốc gia trên thế giới để cùng nhau bảo vệ hiện trạng ở eo biển và duy trì thẩm quyền của đường trung tuyến eo biển. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 39 máy bay chiến đấu và 13 tàu chiến của Trung Quốc xung quanh hòn đảo từ 5 giờ chiều ngày thứ Hai, với 21 máy bay phản lực của POA đã bay trên phần phía đông của đường trung tuyến của eo biển Đài Loan và vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của hòn đảo này. Quân đội Trung Quốc đã công bố một cuộc tập trận mới gần Đài Loan vào ngày 8 tháng 8. Điều này báo hiệu rằng Bắc Kinh muốn tiếp tục gây áp lực lên hòn đảo sau một loạt các cuộc tập trận được công bố để đáp lại chuyến thăm của bà Pelosi, hành động khiêu khích nhất trong nhiều thập kỷ. Bắc Kinh tố cáo chuyến thăm của bà Pelosi đã vi phạm cam kết của Hoa Kỳ cách đây 50 năm là không chính thức công nhận chính phủ Đài Loan. Ông Ngô nói rằng hành động quân sự của Trung Quốc đã vi phạm các quyền của Đài Loan theo luật pháp quốc tế, nhưng mà Đài Bắc sẽ giữ bình tĩnh khi đối mặt với các cuộc tập trận mang tính thách thức này. Chúng ta thấy gì ở đây? Đài Loan đang rất khôn ngoan để lách qua khe cửa hẹp. Nếu đem so sánh giữa Ukraine với Đài Loan thì chúng ta sẽ thấy một điểm, đó là Hoa Kỳ đang sử dụng hai nước này làm mục đích chính trị cho riêng mình. Và nếu như vào thủa đầu cuộc trận chiến ở Ukraine, chính phủ nước này rất tự tin vào sự hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây, và họ đã không ngừng khiêu khích người Nga từ mặt trận ngoại giao, quân sự cho tới kinh tế. Các chiêu trò đều thể hiện rất rõ. Điều này thực sự càng khiến Nga cảm thấy phải dạy cho chính phủ Zelensky một bài học. Và Nga đã làm như vậy. Nó gây ra tổn thất không nhỏ cho Ukraine. Và nói cách khác, chính quyền của ông Zelensky đã biến mình thành một bệ phóng để phương Tây leo thang căng thẳng với Nga. Nhưng mà Đài Loan thì không làm như vậy. Họ bình tĩnh quan sát, không thuận theo kiểu chơi của Mỹ, nhưng rất cảnh giác. Đài Loan đang vào vai một nạn nhân để từ đó có được sự ủng hộ của cộng đồng thế giới. Nhưng họ cũng không có nghĩa là quỳ gối mà sẵn sàng chiến đấu nếu như Trung Quốc tấn công quân sự vào hòn đảo này. Cho nên, giới quan sát nói rằng, chiến thuật của Đài Loan thực sự là rất khôn ngoan. Và chúng ta đang thấy đầu óc của những nhà lãnh đạo Đài Loan thực sự rất lý trí ở đây khi mà lựa chọn không tin theo chính quyền của ông Biden mà đối đầu với Trung Quốc. Đài Loan không tin tưởng hoàn toàn vào Mỹ dưới thời của ông Biden. Bloomberg vào ngày 9 tháng 8 đã đưa một thông tin gây sốc, đó là trong một thử nghiệm giả lập chiến tranh do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thực hiện, dữ liệu cho thấy Trung Quốc có thể tiêu diệt một nửa hải quân và không quân của Mỹ nếu xảy ra một cuộc chiến ở eo biển Đài Loan. Người ta nhận ra rằng, một chiến thắng của Mỹ và Đài Loan nếu có thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Bắc Kinh có thể đánh chìm hầu hết các hạm đội tàu nổi của Mỹ và Nhật Bản. Đây là kết luận đã được đưa ra bởi các cựu quan chức Lầu Năm Góc và nhân viên Trung tâm Phân tích Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Hoa Kỳ. Bloomberg đã dẫn lời của một cựu chuyên gia Nhà Trắng là Max Kasian để nói rằng 18 trên 22 lần chạy giả lập cho kết quả rằng tên lửa của Trung Quốc đã đánh chìm một phần đáng kể hạm đội tàu mặt nước của Mỹ và Nhật Bản, cũng như là phá hủy hàng trăm máy bay. Và bài báo này cho biết rằng các chuyên gia đã đưa ra giả định Washington sẽ mở rộng quyền sử dụng các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng trong xung đột. Điều này đã cho chúng ta thấy rõ điều gì? Đó là Mỹ sẽ phải chấp nhận một cái giá rất cao khi muốn chiến thắng trước Trung Quốc. Và tất nhiên,
cuộc chiến mô phỏng này sẽ là một cân nhắc dành cho chính quyền của ông Biden. Và quý vị đoán xem, điều gì đã xảy ra sau cuộc thử nghiệm? Lầu Năm Góc tuyên bố rằng họ rút lại sự ủng hộ đối với phong trào độc lập của Đài Loan. Tuyên bố này được đưa ra bởi phó chánh văn phòng Lầu Năm Góc về các vấn đề chính trị là Colin Carr. Tuyên bố có đoạn: không có gì thay đổi trong chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đối với Đài Loan hoặc đối với Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách một Trung Quốc và chúng tôi tiếp tục phản đối bất kỳ một sự thay đổi đơn phương nào về hiện trạng hiện có, cho dù đó là đến từ Trung Quốc hay là đến từ Đài Loan. Còn bà Nancy Pelosi, là chủ tịch Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC vào hôm 9 tháng 8 rằng Hoa Kỳ vẫn kiên định với chính sách một Trung Quốc. Như vậy có thể thấy rằng chính quyền của ông Joe Biden không hề mang đến điều gì tốt đẹp với Đài Loan và họ vẫn mập mờ trong mối quan hệ. Họ tưởng rằng có thể tạo ra một cơ hội cho Trung Quốc tấn công Đài Loan, nhưng mà Đài Loan lại không lựa chọn phương án đó. Họ bình tĩnh quan sát thay vì hung hăng kích động giống như những gì mà chính phủ Ukraine đã làm. Đây chính là nước cờ khôn ngoan của Đài Loan. Trong văn hóa cổ xưa của người Trung Quốc, người ta luôn nói về sự nhẫn. Nhẫn không phải là thể hiện cho sự yếu kém của bạn, mà nó thể hiện cho ý chí mạnh mẽ của một con người. Và Đài Loan đang thực hiện đúng như vậy. Nếu như chúng ta quan sát động tĩnh của chính phủ Mỹ sau chuyến đi của bà Nancy Pelosi, chúng ta sẽ thấy rằng có vẻ như họ đang mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, họ đang chơi chiêu đục nước bắt cá. Chuyến đi này thực chất là âm mưu của Đảng Dân Chủ. Vậy thì họ có âm mưu gì? Đó chính là cuộc bầu cử sắp tới sẽ quyết định tương lai của Đảng Dân Chủ ở Mỹ cũng như là chiếc ghế quyền lực của ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Và họ đang dùng chiêu bài quân sự để tái tranh cử. Nhưng đây là một con dao hai lưỡi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói tới chiêu bài này. Nó được vận dụng như thế nào dưới bàn tay của Đảng Dân Chủ ở Mỹ và ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc? Quý vị nhé! Cuộc chiến quyền lực. Trước tiên là câu chuyện của chính quyền Đảng Dân Chủ Mỹ. Như chúng ta đã biết, cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, với những gì tồi tệ đang xảy ra ở nước Mỹ sau 20 tháng cầm quyền của Đảng Dân Chủ, cử tri đã mất lòng tin và cảm thấy tức giận với những người lãnh đạo đất nước của họ. Vấn đề lạm phát ở Mỹ đã trở nên tồi tệ tới mức Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Joe Manchin đã phải tuyên bố như sau. Dữ liệu lạm phát vào ngày nay cho thấy nỗi đau mà các gia đình trên toàn quốc đang phải trải qua do chi phí tiếp tục tăng với tốc độ lịch sử. 9,1% cho rằng lạm phát là mối quan tâm nghiêm trọng. Các mặt hàng như thịt gà, trứng và các bữa ăn trưa đã tăng lên ở mức cao mới, trong khi chi phí năng lượng tăng tới 40% trong tháng 6 với những người ít có khả năng chi trả nhất. Mặc dù người Mỹ đang oằn mình chật vật với cuộc sống thời lạm phát phi mã, thì chính quyền của ông Joe Biden lại rất hào phóng thông qua các gói dự luật chi tiêu lớn và quá mức ở thời điểm đại dịch. Đặc biệt là sự ủng hộ quá mức đối với cuộc chiến tại Ukraine. Điều này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế cho nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từ chối thực thi luật nhập cư dẫn đến sự hỗn loạn chưa từng có ở biên giới phía Nam, với đầy rẫy tội phạm tràn vào nước Mỹ. Chưa hết, chính quyền của ông Biden cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu khí giá rẻ của Nga và lại mở kho dự trữ chiến lược quốc gia để bán xăng dầu dự trữ cho Trung Quốc. Nước Mỹ trong lịch sử luôn là một đất nước tín phục vào Chúa. Ấy thế nhưng, chính quyền của ông Biden lại cổ vũ cho việc phá thai hệt như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ủng hộ chuyển giới, họ còn phá hủy nền công nghiệp năng lượng, thúc đẩy các chính sách xanh vô nghĩa và đẩy giá khí đốt lên mức chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Tất cả các chính sách này đã khiến cho lòng tin vào ông Biden trong dân chúng Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Theo Breitbart, mức độ ủng hộ ông ấy chỉ đạt 29%. Còn về vấn đề đối ngoại thì nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ đã trở nên yếu đuối về vị thế. Cú sốc đầu tiên đó là việc chính phủ ông Joe Biden đã rút quân ồ ạt khỏi Afghanistan. Thêm nữa, Washington đang thua trong cuộc chiến ủy nhiệm với Moscow ở Ukraine. Kéo theo đó là một loạt các nền kinh tế quốc gia các nước đồng minh đã rơi vào tình trạng nguy hiểm do các lệnh trừng phạt. Cổ phiếu châu Âu đã giảm và đồng euro giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la. Đó là một tín hiệu xấu. Nhưng sẽ còn tồi tệ hơn khi mà Đức, Pháp và một số quốc gia châu Âu khác đang phải tắt đèn đường, hạn chế dùng máy điều hòa, giặt ít hơn để tiết kiệm năng lượng. Các thành viên NATO đều hiểu rằng xung đột Ukraine càng kéo dài thì khả năng rạn nứt cao sẽ còn lan sang các nước Đông Âu của Liên minh. Và Kosovo là một ví dụ. Người châu Âu luôn lo lắng rằng các lệnh trừng phạt mà Washington đưa ra sẽ gây tổn thương nặng nề cho họ hơn là nước Mỹ. Và hẳn, ngay cả khi châu Âu thấm đòn thì họ cũng không ngăn cản được cỗ máy quân sự của Nga tại Ukraine. Công chúng phương Tây đã bắt đầu thể hiện những thái độ của họ đối với các nhà lãnh đạo chỉ phục vụ cho lợi ích chính trị mà không giúp ích được cho dân chúng. Bốn thủ tướng châu Âu đã phải ra đi và Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đang phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa kỳ nhuốm màu u ám. Đã xuất hiện những lời kêu gọi luận tội Tổng thống Mỹ từ nghị sĩ Hạ viện Taylor Green trên Twitter với nội dung "Cứu nước Mỹ, luận tội Joe Biden". Chúng ta có thể nhìn thấy một bức tranh đen tối của Đảng Dân Chủ cầm quyền. Nhưng mà cơn ác mộng có lẽ còn khủng khiếp nhất đối với họ chính là cựu Tổng thống Trump.
khi mà ông ấy lại gặt hái được tiếng vang lớn ở hội nghị hành động chính trị bảo thủ CPAC ở Dallas, Texas vào hôm 6 tháng 8. Và ông vẫn là ứng cử viên sáng giá cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Vậy thì Đảng Dân Chủ sẽ làm gì trong tình thế này? Bước thứ nhất, lấy lòng cử tri. Từ lâu, Đài Loan thường xuyên có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa, vốn được cho là có quan điểm mạnh mẽ và cứng rắn đối với Trung Quốc, và họ sẵn sàng hỗ trợ hòn đảo này. Trong khi Đảng Dân Chủ thì thường có quan điểm mềm mỏng và sẵn sàng thỏa hiệp với Bắc Kinh. Đảng Cộng Hòa đã gửi đi tín hiệu đến các cử tri của mình với sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đài Loan. Gần đây thì cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đến thăm Đài Loan như là một phần của quá trình chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử Tổng thống. Trong khi đó, bà Nancy Pelosi là dân biểu của Đảng Dân Chủ đại diện cho California. Đây là một bang có đông người Mỹ gốc Hoa sinh sống. Do đó, bà ấy có thể đang tìm cách để đáp ứng quan điểm của một nhóm cử tri. Chuyến đi ồn ào của bà ấy được cho là biểu thị sự ủng hộ Đài Loan trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần và Đảng Dân Chủ thì bị sụt giảm uy tín nghiêm trọng. Bước thứ hai, đột nhập tư dinh, tấn công đối thủ chính trị. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố vào hôm 8 tháng 8 rằng đặc vụ FBI đã đột kích vào tư dinh của ông ấy ở Florida. Cựu Tổng thống Trump đã viết trong tuyên bố, sau khi làm việc và hợp tác với các cơ quan liên quan của chính phủ, cuộc đột kích không được thông báo trước vào nhà tôi là không cần thiết hoặc không phù hợp. Đó là hành vi sai trái của cơ quan tố tụng. Việc vũ khí hóa hệ thống tư pháp là một cuộc tấn công của những người theo Đảng Dân Chủ cánh tả cực đoan. Những người tuyệt vọng không muốn tôi tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Đặc biệt là dựa trên các cuộc thăm dò gần đây. Và những người tương tự sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cản Đảng Cộng Hòa và những người bảo thủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể xảy ra ở các quốc gia thế giới thứ ba. Nhưng mà đáng buồn thay, nước Mỹ giờ đây đã trở thành một trong những quốc gia đó. Tham nhũng ở mức độ chưa từng thấy trước đây và họ thậm chí còn lục soát cả két sắt của tôi. Ông Trump còn tiếp tục truy vấn rằng, có sự khác biệt nào giữa điều này và vụ Watergate, nơi mà các đặc vụ đã đột nhập vào Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ? Ở đây, ngược lại, Đảng Dân Chủ đã đột nhập vào nhà của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Cuộc đột kích của FBI đã diễn ra 2 ngày sau khi Trump gần đây gợi ý rằng ông ấy có thể tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Mặc dù ông vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức cho việc liệu ông ấy có muốn tranh cử hay không. Sau vụ việc này, ông Trump vinh dự được nhận thêm một danh hiệu mới, đó là vị Tổng thống bị đàn áp nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nào là tội danh thông đồng với Nga, hiện đã bị lật tẩy hoàn toàn, rồi vụ luận tội lần 1, luận tội lần 2. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Đảng Dân Chủ đều thất bại. Và trong vụ đột kích của FBI lần này, họ lấy lý do tìm kiếm các tài liệu mật mà ông ấy có thể đã mang theo từ Nhà Trắng đến khu nghỉ mát. Đây rõ là một hành vi trả thù chính trị. Sau khi vụ việc đột kích xảy ra, thì các đảng viên Đảng Cộng Hòa đã nhanh chóng lên án cuộc đột kích của FBI, với nhiều ý kiến cho rằng nó là báo hiệu cho sự xoay trục độc tài của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden để chống lại các phe đối lập. Hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mike Johnson là một thành viên của đội bảo vệ pháp lý của Trump vào năm 2019 đã nói với The Epoch Times rằng chính quyền ông Biden đã hoàn toàn vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Thượng nghị sĩ Johnson đã nói rằng theo kế hoạch, hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ là một bức tường thành để chống lại chế độ chuyên chế. Nhưng nếu như Bộ Tư pháp được vũ khí hóa cho các mục đích chính trị như hiện nay, thì nó sẽ gây ra nguy hiểm cho chính trụ cột cơ bản đó. Những gì mà chúng ta đang thấy ở đây đó là chính quyền Biden đang đàn áp những người bất đồng chính kiến, đàn áp đảng đối lập. Ấy thế mà họ lại đi tuyên truyền với chúng ta về tự do, dân chủ và nhân quyền. Đây chính là sự giả dối phía sau bộ mặt của các chính trị gia Đảng Dân Chủ cực tả. Đương nhiên, Trung Quốc hay là các nước đối thủ sẽ được một phen cười nhạo vào nền chính trị của Mỹ. Đó là câu chuyện về cuộc chiến quyền lực ở Mỹ. Thế còn Trung Quốc thì sao? Bức tranh nội tình của ông Tập Cận Bình cũng tương tự như vậy. Ông Tập muốn chuyển hướng áp lực của cuộc khủng hoảng trong nước và áp lực chính trị bằng cách tạo ra những rắc rối và kéo sự chú ý ra bên ngoài. Từ quan điểm của Bắc Kinh, Đài Loan dễ bị bắt nạt hơn. Vì vậy, chính quyền của ông Tập có thể thường xuyên tạo ra những rắc rối xung quanh Đài Loan, đặc biệt là trước Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị tấn công bởi nhiều làn sóng dữ dội và thường xuyên hơn. Cho nên đây có thể là một phương pháp được ông Tập áp dụng để đạt được mục đích tái tranh cử của mình. Mặt khác, trong mắt của ông Tập, thống nhất Đài Loan là một sứ mệnh, và ông ấy luôn luôn coi việc thống nhất Đài Loan là một lý do quan trọng để tái đắc cử. Đồng thời, cuộc tập trận này cũng nhân cơ hội để phá hủy tuyến trung tâm của eo biển Đài Loan và thúc đẩy quá trình thống nhất quân sự của Đài Loan tiến xa hơn. Cho nên, chuyến đi của bà Pelosi tới Đài Loan quả thật là một cái cớ hoàn hảo nhất. Kết quả là sau khi cuộc tập trận bắt đầu thì Trung Quốc thực hiện tuyên truyền mạnh mẽ để mọi người không còn tiếp tục chú ý tới các dấu hiệu đổ vỡ của nền bong bóng bất động sản và không còn chú ý tới cuộc khủng hoảng ngân hàng, nợ nần phát sinh, và người ta cũng không còn chú ý đến tác động tàn phá của chính sách Zero Covid đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh ngỡ tưởng rằng những hành động và tuyên bố tưởng chừng là mạnh mẽ ấy sẽ được đánh giá cao và nó mang lại cơ hội tốt cho ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các nhà phân tích thì cho rằng vấn đề lá bài eo biển Đài Loan mà ông Tập đang sử dụng giống như là đang dỗ trẻ con với một con dao làm bếp. Đây là một con dao hai lưỡi. Nếu như chơi tốt thì ông ấy có thể có được nhiệm kỳ thứ 3. Nhưng nếu như ông ấy chơi không tốt và gây ra xung đột ở eo biển Đài Loan thì khả năng cao là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thất bại và vận mệnh của tổ chức này cũng có khả năng tan vỡ cùng với nó. Ngay cả khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn còn tồn tại thì những tổn thất của nó sẽ quay ngược trở lại để tấn công vào ông Tập Cận Bình. Những thế lực luôn luôn chống đối ông ta nhất định sẽ lợi dụng tình hình này để phản công. Với tư cách là người đứng mũi chịu sào, mọi cáo buộc và tai tiếng sẽ đổ dồn lên ông ấy, kể cả sau khi ông ấy đã mất đi vị thế chính trị của mình. Kịch hay đang còn ở phía trước mắt chúng ta và chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem diễn biến mới nhất của nó. Còn bây giờ, Hoàng Hải xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.